Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa có tuyên bố đáng chú ý khi khẳng định rằng Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vì sự ủng hộ của các nước thành viên liên minh vẫn vững chắc. Ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vì sự ủng hộ của các nước thành viên liên minh vẫn vững chắc. Ông Blinken đưa ra thông điệp như vậy tại Brussels, Bỉ, nhân dịp Ngoại trưởng các nước thành viên NATO tham gia cuộc họp 2 ngày từ mùng 3 đến mùng 4 tháng 4 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập khối liên minh quân sự. Trả lời báo giới, ông Blinken khẳng định Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, mục tiêu của các ngoại trưởng tại cuộc họp lần này là xây dựng cầu nối để đạt được mục đích nói trên. Tại cuộc họp ngày 4 tháng 4, các ngoại trưởng NATO đã nhất trí bắt đầu lập kế hoạch đảm nhận vai trò lớn hơn trong điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong một phát biểu ngày 3 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nhắc lại quan điểm của Liên minh rằng Ukraine nên trở thành viên NATO. Tuy nhiên, thừa nhận chưa biết khi nào việc kết nạp sẽ diễn ra. Đề xuất lập một quỹ 100 tỷ euro để hỗ trợ quân đội Ukraine trong vòng 5 năm tới của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã vấp phải những hoài nghi cũng như ý kiến trái chiều về mục đích, cũng như tính khả thi từ một số thành viên, nhất là Hungary, quốc gia được coi là mối quan hệ thân thiết với Nga. Trả lời hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết nước này chưa sẵn sàng đóng góp và cũng không ủng hộ việc thành lập quỹ quân đội 100 tỷ euro, khoảng 108 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ quân sự Ukraine trong vòng 5 năm tới, theo đề xuất của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Theo Ngoại trưởng Hungary, việc lập quỹ 100 tỷ euro sẽ khiến ngân sách quốc phòng của nước này tăng thêm 10 tỷ euro và Hungary không thể sử dụng tiền thuế của người dân, phục vụ cho một quyết định có thể làm gia tăng nguy cơ chiến tranh. Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh, NATO là một liên minh phòng thủ và sẽ bác bỏ bất kỳ đề xuất nào biến tổ chức này thành một liên minh tấn công. Ngoại trưởng Hungary cũng tiết lộ nhiều thành viên NATO cũng không hào hứng với đề xuất của người đứng đầu tổ chức. Trên đài phát thanh quốc gia Đức, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã bày tỏ sự hoài nghi về quỹ 100 tỷ euro và nhấn mạnh điều cần thiết là phải tạo ra các cơ chế lâu dài, đáng tin cậy để giúp đỡ Ukraine. Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavský cho rằng cần xem xét tính thực tế cũng như chi tiết của đề xuất. Trong khi Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Álvarez đặt câu hỏi Ukraine cần bao nhiêu tiền để bảo toàn lãnh thổ và NATO phải quyết định làm cách nào để đáp ứng. Đề xuất lập quỹ quân sự 100 tỷ euro để hỗ trợ quân đội Ukraine trong vòng 5 năm tới được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra dịp lễ kỷ niệm 75 năm thành lập NATO ngày 4 tháng 4 với mục tiêu tạo nguồn hỗ trợ quân sự lâu dài, sẵn có và đáng tin cậy cho Ukraine, nhất là trong vụ việc Quốc hội Mỹ đình chỉ gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Người đứng đầu NATO mong muốn các nước thành viên sẽ bàn chi tiết và đạt được đồng thuận trước khi thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2024 tại thủ đô Washington, Mỹ. Trong diễn biến liên quan, nhân dịp NATO tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sapp cho rằng NATO cần có đánh giá nghiêm túc về tương lai của tổ chức và cảnh báo thế giới đang chuyển từ thời kỳ hậu chiến sang tiền chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi các nước thành viên cần nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP theo tiêu chí chung của NATO, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và đẩy mạnh nền công nghiệp quốc phòng trước các nguy cơ tiềm ẩn từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, sự trỗi dậy của Trung Quốc, ảnh hưởng của Iran tại Trung Đông hay khả năng leo thang hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên. Phát biểu với các phóng viên, sau cuộc họp với trưởng các phái đoàn ngoại giao tại Moscow ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một lần nữa nhấn mạnh Nga sẵn sàng đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine và đảm bảo an ninh cho nước này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh đàm phán sẽ chỉ diễn ra dựa trên những điều kiện bình đẳng và trước tiên phải dựa trên thực tế mới, dựa trên lợi ích an ninh của Nga. Trong khi Nga cho đến nay vẫn luôn bày tỏ sự ủng hộ đề xuất của Trung Quốc, thì phương Tây lại tỏ ra không mặn mà. Giới chức Ukraine tuyên bố công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky cần được coi là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Nga nhằm chấm dứt xung đột.
Công thức này yêu cầu Nga phải rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine. Thụy Sĩ cho biết họ sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình dựa trên kế hoạch của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tuy nhiên, Moscow cho biết sẽ không tham dự hội nghị kể cả được mời. Moscow cũng nêu quan điểm bất cứ hội nghị nào về hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa. Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh việc thảo luận giải quyết xung đột Ukraine dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky là lãng phí thời gian, trí tuệ một cách vô nghĩa. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nhưng phải dựa trên các thực tế mới. Nói cách khác là Ukraine phải thừa nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng đề xuất của Trung Quốc về việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraine là phù hợp hơn so với đề xuất của các nước khác, song lại không nhận được sự quan tâm của phần lớn các nước phương Tây. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, đánh giá về đề xuất của Trung Quốc được ông Lavrov đưa ra tại cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài ngày 4 tháng 4. Tại cuộc gặp này, người đứng đầu các ngành ngoại giao Nga cũng cho rằng các đề xuất của Nam Phi, Brazil và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề nói trên cũng mang tính thực tế, song cũng không nhận được mối lưu tâm của phần lớn các nước phương Tây. Đề cập riêng về đề xuất của Trung Quốc, ông Lavrov cho rằng điều quan trọng nhất là tài liệu này đã được phân tích lý do dẫn đến những gì xảy ra hiện nay và đề cập đến sự cần thiết giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Hồi tháng 2 năm 2023, Trung Quốc công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm, trong đó nêu hàng loạt giải pháp từ ngừng bắn, hòa đàm đến từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, các lệnh trừng phạt và đảm bảo chuỗi cung toàn cầu. Trước đó, Thụy Sĩ đã đề xuất tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine dựa trên kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà không có sự tham gia của Nga, điều mà Nga phản đối. Ngoại trưởng Nga cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Thụy Sĩ vài tháng trước tại New York, ông đã nhấn mạnh rằng Moscow không coi Thụy Sĩ là lựa chọn phù hợp để tổ chức hội nghị xét về mức độ trung lập do nước này tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ông Lavrov khẳng định sẵn sàng tham gia bất kỳ hội nghị hòa bình nào về Ukraine, song phải dựa trên điều mà Moscow gọi là những thực tế mới trên thực địa.